Liên quan đến vấn đề chống ngập tại khu dân cư hạ lưu tuyến cống thoát nước Khe Cạn, Ban Quản lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên cho biết sẽ đảm bảo hoàn thành các phương án thoát nước tạm trước ngày 15 tháng 10. Mặc dù tuyến cống chính thức dự án Khe Cạn đã hoàn thành từ cuối năm 2022, song hiện vẫn chưa thể xử lý được tình trạng ngập úng tại một số khu vực dân cư ở phường Thanh Khê Tây. Nguyên nhân là do các khu dân cư hiện hữu đã quá trũng, cao trình thấp hơn với hệ thống cống, nên khi có mưa lớn, nước trong khu dân cư dồn ứ không thể thoát. Trong khi đó, nước mưa từ hệ thống cống chính chảy ngược vào, gây ngập nhanh và chậm thoát. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, thành phố sẽ tập trung khớp nối hạ tầng và về lâu dài thành phố đang cân nhắc chỉnh trang tái thiết đô thị tổng thể cho toàn bộ khu vực. Tuy nhiên, để chống ngập trong mùa mưa bão năm nay, lãnh đạo quận Thanh Khê yêu cầu Ban Quản lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên phải khẩn trương xây hố ga tại 21 điểm để đấu nối hệ thống thoát nước của khu dân cư và lắp van lật ngăn, không cho nước từ hệ thống cống chính chảy ngược vào khu dân cư. Đồng thời lắp đặt 21 máy bơm để bơm nước khi ngập nặng. Công việc này sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 tới.